Xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh KD Anime. Thám tử lừng danh Conan là một bộ manga anime thuộc thể loại trinh thám gây ấn tượng bởi tuyến nhân vật cực khủng cả về số lượng lẫn chất lượng. Và tất nhiên, hội bạn thân của nữ chính Grand Mori cũng không ngoại lệ. Ngày hôm nay, hãy cùng KD Anime tìm hiểu về những người bạn thân thiết của Ran để xem họ là ai, gia thế khủng như thế nào mà các fan hâm mộ đều ao ước có một hội bạn chất như nước cất giống Ran vậy nhé. Bây giờ thì KD, go! Kudo Shinichi. Nếu nói đến những người bạn thân thiết nhất của Ran thì không thể không nhắc tới Kudo Shinichi, thanh mai trúc mã và cũng là bạn trai hiện tại của cô nàng nữ chính. Shinichi trước khi bị teo nhỏ thành Conan là một thám tử học sinh trung học nổi tiếng, chơi bóng đá giỏi như một cầu thủ và có kiến thức sâu rộng trong khá nhiều lĩnh vực. Cậu sống một mình trong ngôi nhà lớn cạnh nhà tiến sĩ Agasa. Địa thế tốt, bố mẹ định cư ở nước ngoài, hiện tại đã về Nhật Bản để hỗ trợ cậu trong việc đối đầu với tổ chức áo đen nguy hiểm. Bố của Shinichi là Kudo Yusaku, một tiểu thuyết gia trinh thám nổi tiếng thế giới, cha đẻ của tác phẩm Nam Tước Bóng Đêm. Ông có khả năng suy luận tài tình, thậm chí còn hơn hẳn Shinichi, từng giúp cảnh sát khá nhiều cho các vụ án hóc búa. Ông sống ở Mỹ cùng với vợ của mình, đó là Kudo Yukiko, một nữ diễn viên huyền thoại Nhật Bản, người đã đoạt giải thưởng điện ảnh khi bà mới 19 tuổi. Nhưng tới năm 20 tuổi, cô đã giã từ sự nghiệp của mình để kết hôn với Yusaku. Yukiko đã từng giúp đỡ cảnh sát trong một vài vụ án, nên cô được mệnh danh là phu nhân Nam Tước Bóng Đêm. Yukiko có khả năng hóa trang rất giỏi vì cô từng học lớp dạy hóa trang của ảo thuật gia Kuroba Toichi cùng với Vermao. Tuy nhiên lại không biết giả giọng của người khác. Shinichi thì cũng từng nói việc làm của Yukiko giống giả trang hơn là hóa trang. Khỏi phải nói gia đình chồng tương lai chất như nước cất như thế này thì Ran khỏi phải lo gì nữa ấy chứ. Suzuki Sonoko. Đã là bạn thân có gia thế không phải dạng vừa đâu của Ran thì làm sao có thể không nhắc đến Suzuki Sonoko, tiểu thư danh giá của tập đoàn Suzuki. Cô là bạn từ thuở nhỏ và cũng là người bạn thân nhất của Ran. Sonoko hiện đang học trường cấp 3 Tetan, cùng lớp với lại Shinichi và Ran. Là tiểu thư danh giá nhưng mà Sonoko không hề tỏ ra kiêu ngạo. Cô là một cô gái vui vẻ, thân thiện và luôn quan tâm bảo vệ bạn bè ngay từ khi còn là một cô nhóc. Cũng như bao cô gái khác ở cùng lứa tuổi với mình, Sonoko thường bị các anh chàng thu hút. Mặc dù những người cô quen trước đây đều là những kẻ đều cáng, cuối cùng Sonoko vẫn có một bến đỗ hạnh phúc cho mình bên cạnh Makoto, quán quân với 400 trận bất bại trong tất cả các giải đấu karate trên toàn thế giới. Gia đình của Sonoko thì đỉnh không cần phải bàn cãi. Bố cô là Suzuki Shiro, chủ tịch tập đoàn Suzuki. Bác của Sonoko là Suzuki Jirokichi, cố vấn của tập đoàn Suzuki, người luôn tìm cách thách thức siêu đạo Chikit bằng những bảo vật quý giá khác nhau. Fan hâm mộ luôn dễ dàng thấy rất nhiều lần Sonoko cùng Ran đi du lịch hoặc là mặc những món đồ hiệu đắt tiền. Cậu cũng biết là hai đứa tụi mình không đi du lịch thì thôi, nhưng đã đi thì phải ở biệt thự hay khách sạn 5 sao. Bạn thân đáng đồng tiền bát gạo như Sonoko thế này thì ai mà không mơ ước cho được nhở? Sera Masumi. Lại thêm một cô bạn siêu phẩm góp mặt trong danh sách hội bạn thân chất khỏi pha ban của Ran, chính là cô nàng tomboy siêu ngầu Sera Masumi. Sera hiện đang học cùng lớp với Ran, Sonoko và là một nữ thám tử trung học. Vì ngoại hình đậm chất nam tính cộng với việc tính cách cực kỳ ga lăng, quyến rũ phái nữ, nên Sera thường xuyên bị nhầm là con trai với những người gặp cô lần đầu. Sera là một cao thủ triệt quyền đạo. Cô có thể đánh tay đôi ngang tải ngang sức với cao thủ vùng Kanto, đó là Ran. Thường ngày, Sera luôn tỏ ra là một người mang năng lượng tích cực khi mà thường xuyên vui vẻ với bạn bè. Nhưng một khi bắt gặp vụ án thì cô gái này lại rất nghiêm túc giải đáp bí ẩn để vạch mặt hung thủ. Thỉnh thoảng cô hay tỏ ra bí hiểm, có lẽ Sera mang rất nhiều bí mật mà chúng ta vẫn chưa thể biết hết. Người thân của Sera còn khiến fan hâm mộ mắt tròn mắt dẹt hơn nữa bởi các thành viên trong gia đình nếu không phải là đặc vụ MI6, đặc vụ FBI thì cũng là kỳ thủ Sogi nổi tiếng. Mẹ cô là Mari Sera, một đặc vụ của MI6, đang sống với Sera trong tình trạng teo nhỏ vì bị Vermao ép uống APTX-4869. Sera có hai người anh trai. Anh cả là Akai Suichi, đặc vụ FBI, viên đạn bạc đối với tổ chức áo đen, kiêm luôn người chống quốc dân của bao chị em theo dõi series. Anh thứ đó là Haneda Tsukichi, một kỳ thủ Sogi nổi tiếng Nhật Bản, có trí nhớ siêu phàm này, đẹp trai không kém anh lớn, nhưng tiếc lại là chậu đã có hoa mất rồi.
Không những vậy, cô còn đang sống cùng với mẹ ở các khách sạn cao cấp khác nhau nữa, chứng tỏ độ chịu chi của nhà Sera không hề thua kém bất kỳ ai đâu nha. Đến đây thì bạn đã ghen tị với Ran chưa ta? Hội bạn của Ran thứ hai thì không ai dám chủ nhật luôn nha. Hattori Heji. Nếu bạn nghĩ Ran chỉ có bạn thân ở Tokyo thì nhầm to rồi đấy. Cô nàng nữ chính của chúng ta quan hệ cực rộng, hội bạn thân của cô còn phủ sóng cho tới tận Osaka. Không ai khác chính là anh chàng thám tử trung học phía Tây, Hattori Heji, bằng tuổi với Ran. Hai người gặp nhau khi cậu tìm đến văn phòng thám tử Mori để do hỏi về Shinichi. Heji biết được sự thật rằng cô Nan là Shinichi bị teo nhỏ và giúp cô Nan giữ bí mật. Mặc dù thi thoảng cũng có lỡ lời một vài lần nhưng mà đều chữa cháy được hết. Heji là một cao thủ kiếm đạo, tính cách hài hước, vui vẻ và dễ gần. Tuy nhiên, một khi đã bước vào quá trình điều tra vụ án, Heji sẽ rất nghiêm túc. Lúc đó cậu sẽ xoay mũ lưỡi chai của mình về đằng trước. Heji là con trai của cảnh sát trưởng Osaka là Hattori Hezo và mẹ là Hattori Shizuka. Cậu thừa hưởng khả năng chơi kiếm đạo từ mẹ, trong khi khả năng suy luận phá án được thừa hưởng từ bố. Cậu thường bị Ran trêu chọc với Kazuha, chỉ khác một chỗ là Shin tỏ tình một phát ăn luôn, còn Hey thì không hiểu sao cố gắng bày tỏ mãi mà không thành. Hơi éo le một chút nhưng mà chắc chắn là thuyền trưởng Mori Ran sẽ không để thuyền chìm đâu. Toyama Kazuha. Tiếp theo là một nhân vật mặc dù không gặp Ran nhiều như những người bạn khác, nhưng nhân vật này vẫn là một người bạn cực kỳ quan trọng với Ran, chính là Toyama Kazuha, cô bạn ở Osaka và là thanh mai trúc mã của Heji đó. Cô là con gái của Toyama Jinshiro, thủ trưởng Bộ Điều tra Tội phạm Hình sự và là cấp dưới của bố của Heji. Kazuha cũng là một cao thủ võ thuật trong Conan, cô sở hữu đai nhị đẳng Aikido. Trước đây thì Kazuha từng có ấn tượng không tốt với Ran vì nghĩ Ran là người Heji thích. Cô hiểu lầm rằng Ran là Kudo, người mà Heji liên tục nhắc không ngớt lời. Tuy nhiên, ngay sau đó hiểu lầm được hóa giải khi mà Heji nói với cô rằng Kudo là con trai. Kazuha cũng từng nghĩ rằng Ran và Heji hẹn nhau mặc áo đôi để trêu tức mình, nhưng ngay sau đó Ran đã cởi áo trong xe ô tô và thay bằng một chiếc áo khác, dù đó chính là chiếc áo do mẹ Ran tặng. Mà này Ran à, sao tự nhiên con không mặc cái áo mà mẹ mua cho con nữa vậy? À, con lỡ đầm đổ nước lên áo thôi bà. Cho mình xin lỗi nha Ran. Có gì đâu mà xin lỗi chứ. Sau chuyện ấy, Ran và Kazuha trở thành bạn thân của nhau, hai người luôn ủng hộ nhau trong cả chuyện tình cảm lẫn cuộc sống. Bạn tốt như vậy thì ai chẳng mong có trong mình một người nhỉ? Hondo Eisuke. Mặc dù chỉ xuất hiện trong một thời gian ngắn, nhưng mà Hondo Eisuke cũng là một người thuộc hội bạn thân của Ran đấy. Không biết là có ai còn nhớ nhân vật này không nhỉ? Eisuke là một cậu bạn học cùng lớp với Ran, em của nữ phát thanh viên Mizunashi Reina, đặc vụ CIA và đang là gián điệp nòng vùng tổ chức áo đen. Cậu tỏ ra là một người khá hậu đậu và luôn gặp xui xẻo. Ban đầu, Eisuke bị Conan nghi ngờ tiếp cận thám tử Mori để nhằm mục đích xấu vì có khuôn mặt giống với Reina, nhưng mà cậu chỉ muốn tìm lại người chị của mình thôi. Hiện tại, Eisuke đã sang Mỹ sinh sống theo chương trình bảo vệ nhân chứng của CIA. Ước mơ của cậu đó là trở thành điệp viên của CIA giống như cha và chị gái của mình để tiêu diệt tổ chức áo đen. Eisuke cũng là một trong số ít người biết thân phận thực sự của Conan. Trước khi rời khỏi nước Nhật, cậu đã nói với Conan rằng muốn tỏ tình với Ran và đưa Ran sang Mỹ sống cùng mình. Ngay sau đó, Conan đã tiết lộ mình là Shinichi. Bất ngờ là Eisuke đã biết Conan là Shinichi ngay từ đầu lần gặp đầu tiên. Cậu chỉ giả vờ hậu đậu để thử lòng Conan mà thôi. Mặc dù xuất hiện không nhiều bằng những người bạn thân khác của Ran, nhưng Eisuke cũng đã gây ấn tượng khá mạnh đấy chứ. Đúng là gió tầng nào gặp mây tầng ấy, một angel như Ran tất nhiên là xứng đáng có một hội bạn thân chất như nước cất như thế này rồi. Người ta nói là người tìm thấy bạn tốt chính là đã tìm thấy cho mình một báu vật. Vì vậy, dù có một hội bạn thân chất như Ran hay không thì mong rằng là mỗi người chúng ta có thể trân trọng và yêu thương những người bạn luôn ở cạnh mình. Vì bạn tốt là người khó tìm, khó bỏ lại và không thể lãng quên. Còn bây giờ, nhớ đăng ký kênh và ấn quả chuông để nhận được thông báo mỗi khi KD có video mới. Đây là kênh KD Anime. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye!